Chúng ta cần lưu ý về cái phần vấn đề về làm cái thành bê tông để làm cái trụ ao nổi ha, cho nó cứng cáp. Thì hầu như cái thành bê tông này á, mình làm á, là mình cố gắng mình sẽ cân mặt nước để đảm bảo cho những cái trụ á, nó cùng nhau nguyên cái khung ao, nó không có bị xê dịch nhiều trong cái quá trình mà chứa nước á. Xin chào tất cả mọi người, mình là Điềm đến từ công ty Farmit. Thì hôm nay Điềm sẽ giới thiệu mọi người một cái ao tròn nổi được làm tại Hồng Dân, Bạc Liêu. Và mình đang có mặt tại đây để xem xét về vấn đề về ao ha, về mặt bằng ao cũng như là về đất ở đây, xem thử cái độ cứng là như thế nào ha. Đã hiện tại đã làm về cái thành ao bằng cái bê tông xung quanh hết rồi, và đồng thời là làm cái hố xi phong xong luôn rồi đấy. Mình chỉ kiểm tra vấn đề về mặt bằng, mặt nước và cái đường kính xem coi có chính xác hay không. Và đây xin giới thiệu mọi người, đây là hố xi phong của bên Farmit luôn. Thì đã làm cái hố xi phong này. Ao tròn nổi thì hầu như tùy theo mặt bằng đất mà mình sẽ làm cái nước rút bạc, nước đá bạc. Nhìn chú ao này đã cũng làm nước đá bạc luôn. Người thêm đây là những cái ống xương đưa ra nè. Đó, để hút về và đẩy ra ngoài luôn. Ha, kèm theo ha. Đường ống xương nó sẽ rút ra đây, và đây cũng là một cái đường ống xương nữa để nó hút ra, và sẽ có một cái cặp cái ống nó đi ra ngoài tận qua bên đây để xả ra ngoài. Và trên khúc trên này á, hầu như nước mặn, độ mặn thấp. Thì chủ ao làm theo phương pháp là nuôi, sẽ dẫn là nuôi tôm, nuôi thưa. Và chúng ta sẽ là theo kiểu là mình đã hỏi chủ ao rồi. Thì chủ ao sẽ dạng như nuôi theo kiểu tuần hoàn nước ha. Tuần hoàn nước và bơm ra đây. Xong rồi mình sẽ bơm ra ngoài để mình xử lý xung quanh hết toàn bộ ao, mới tập trung bơm ngược lô lại ao để xử lý tuần hoàn xung quanh. Mà đây cũng là một cái tượng táo bão để đi đầu trong cái khu vực Hồng Dân, Bạc Liêu. Khúc nước hầu như là nó gần như là nó không mặn lắm, cỡ tầm khoảng dưới 5 phần ngàn ha. Và mình cũng sẽ xem xét thêm thử, mình sẽ liên hệ khách thêm thử anh đã nuôi như thế nào trong quá trình nuôi ha, sau khi mình đã hoàn thành được cái ao nổi nha mọi người. Đã hoàn thành một cái hồ ha, và xây cực kỳ chắc chắn, tường 20 nha mọi người. Xây cực kỳ kỹ luôn, đầm xung quanh hết và xây tường 20 hết, thấy không? Đấy. Và đưa xuống đây thì chắc chắn là nước sẽ đưa xuống đây là nó không bị bung trào ra ngoài rồi đó. Và ao sẽ tập trung vào đây, xong rồi nước sẽ tập trung vào đây và sẽ đẩy ra, đẩy bên ngoài để xử lý lại ha. Thì đây nè, ở đây là cái ao sàn nè, đây cái ao sàn nè, bắt đầu mình chưa cái ao lắng đâu, ao lắng chạy tới cái đầu bằng ngang đó, một cái ao lắng dọc ngang nữa, thì cái ao lắng đó mình bơm vô ao sàn này, mình xài hết cái sàn này, qua cái sàn này, thì cứ bơm vòng như vậy đó. Dạ. Không cho ra môi trường. Dạ. Khỏi cần bêu ra luôn. Không bêu ra luôn. Cái hầm này là mình lắng phân rồi. Nếu mà 1-2 năm nó lại thì mình sên lên. Dạ đúng rồi, sên thì thoải mái rồi. Sên lên thoải mái. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra hết một lượt ha, xem thử coi cái đường chéo của ao coi phù hợp cái vấn đề về cái đường kính của mình chưa. Xem thử. Đây cũng 22-10 ha, ra ngay tâm ha. Này hầu như đạt đường kính tuyệt đối. Từ tâm qua đây qua tâm bên kia là đạt đường kính tuyệt đối luôn, chứ không có còn xê dịch mấy phân hết chứ. Chúng ta cần lưu ý về cái phần vấn đề về làm cái thành bê tông để làm cái trụ ao nổi ha, cho nó cứng cáp. Thì hầu như cái thành bê tông này á, mình làm á, là mình cố gắng mình sẽ cân mặt nước để đảm bảo cho những cái trụ á, nó cùng nhau nguyên cái khung ao, nó không có bị xê dịch nhiều trong cái quá trình mà chứa nước á. Tại vì khối lượng nước mà đưa vô một cái ao thì nó rất là nhiều. Đấy, 600 khối là khoảng 600 kg rồi. Đấy, mà nhiều hơn nữa thì nó ra là gần 800 kg lận, nếu mà mực nước cao hơn. Đấy, với cái ao này thì hầu như là sẽ thi công trong vòng 1 ngày là đã xong rồi. Đã xong ao tròn nổi ha. Mọi người có nhu cầu tư vấn về ao tròn nổi, hãy liên hệ số hotline 0899 199700 để biết thêm chi tiết và nhận được báo giá chính xác nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.